Chiều ngày 14 tháng 12, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 06 của Chính phủ, chủ trì hội nghị tổng kết triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh Sơ La năm 2022. Dự hội nghị có thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc công tỉnh, thành viên Tổ công tác thực hiện đề án số 06 của tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố. Triển khai đề án 06 tính đến ngày 19 tháng 11 năm 2022, tỉnh Sơn La đã tích hợp được 538 dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong năm 2022, lực lượng công an Sơn La đã tiếp nhận giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến 79.054 hồ sơ lĩnh vực đăng ký cư trú trên cổng dịch vụ công về cư trú Bộ Công an. Đến nay, đã triển khai thí điểm mô hình về thực hiện dịch vụ công trực tuyến kết hợp Hướng dẫn kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã đã triển khai thí điểm mô hình tại 12 xã phường trên địa bàn tỉnh, dự kiến tổ chức nhân rộng đến 100% phường thị trấn, 80% xã trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên tiến độ hoàn thiện kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn chậm hạ tầng công nghệ thông tin cấp xã hiện nay cơ bản chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến còn thấp. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc hiệu quả các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương của tỉnh, thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh, gắn việc triển khai thực hiện đề án 06 với việc phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, đồng bộ thống nhất, tránh trồng chéo, lãng phí. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tập trung khắc phục những tồn tại khó khăn vướng mắc, chủ động làm sạch dữ liệu chuyên ngành, trước mắt tập trung đối với ngành y tế, bảo hiểm xã hội, tài nguyên môi trường, tập trung tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến tình trạng thông tin công dân không thống nhất trong các loại giấy tờ. Các sở ngành tích cực phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ đối với các nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhóm tiện ích phát triển kinh tế xã hội phát triển công dân số và hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối khai thác làm giàu dữ liệu dân cư